Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định bổ nhiệm 8 đồng chí giữ chức danh kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và trao quyết định bổ nhiệm 2 cán bộ giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đây là lần đầu tiên nghi thức Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên được thực hiện tại Phủ Chủ tịch. Các cán bộ được bổ nhiệm lần này phản ánh kết quả của quá trình quy hoạch đào tạo cán bộ ngành kiểm sát và sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện của cá nhân từng cán bộ. Tại lễ trao quyết định, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề của các cán bộ được bổ nhiệm, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện để ngành kiểm sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ do hiến pháp, pháp luật quy định, đặc biệt là nhiệm vụ trong chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chủ tịch nước nhấn mạnh thực hiện nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp và để đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, ngành kiểm sát phải đặc biệt chú ý đến việc tiếp tục đổi mới, kiện toàn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và hoạt động tư pháp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, là công cụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành kiểm sát tích cực tham gia tổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992 để có những kiến nghị sửa đổi bổ sung phù hợp, đồng thời tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11.